Rồi chào anh em. Hôm nay lên sóng giao lưu anh em một cái phô dúi giăng thú nè, nằm rất là đẹp anh em. Cây này có cái quanh cây cổ nó là 90, cao 90 và bề đế của nó nằm dài á là 1m3. Phô nặng hai người khiêng nha anh em. À, rất là đẹp. Bề đế ở phía dưới đây là tạo một cái củ nhô nó móp méo rất là đẹp luôn anh em. Nằm dài rất là hay. Một phô dúi giăng thú nha anh em nha, mới về chiều nay. Chốt nè. Đế nó đây anh em, đế nó. Đế nó đây. Rồi quay quang dông anh em xem. Rất là đẹp nha anh em. Đó, bướu tạo ngoài chỗ này. Rất là to, hay đó. Rất là hay. Quay quang dòng nữa anh em xem. Rồi anh em nào thiện chí thì giao lưu ủng hộ nha. Rồi, chào anh em.